Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin đã được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Các đại biểu được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, trao đổi về 4 chuyên đề: kỹ năng xem xét, phán quyết dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương, giám sát tài chính ngân sách của Hội đồng nhân dân, kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và ban của Hội đồng nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp, kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương. Cũng trong sáng nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo đạt 6,7 tỷ đồng trở lên, trong đó quỹ cấp tỉnh 700 triệu đồng trở lên, quỹ cấp huyện và cấp xã trên 6 tỷ đồng trở lên. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, các cấp trong tỉnh vận động được trên 8,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp vận động được trên 4 tỷ đồng và trên 25.000 suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ này đã kịp thời hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Tại lễ phát động, đại diện nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 1,8 tỷ đồng. Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang vừa triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập. Theo kịch bản, tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực tầng hầm là gara để xe ô tô, xe máy của cư dân 3 tòa nhà Park 1, Park 2, Park 3 có tổng diện tích 11.000 m². Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt ở hiện trường, tích cực phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện các giải pháp dập tắt đám cháy, cứu người, tài sản bị hại. Lực lượng phương tiện tham gia diễn tập gồm 600 người, 45 xe ô tô các loại cùng một số thiết bị chuyên dụng phục vụ chữa cháy, cứu hộ khác có liên quan. Quy trình diễn tập chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ được chia làm 4 giai đoạn. Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng cung cấp ra thị trường cho người dân trong dịp lễ Tết Nguyên đán, các hộ dân ở xã Đông Tảo, huyện Khói Châu luôn chủ động chăm sóc, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Hiện toàn xã có 500 hộ chăn nuôi gà với khoảng 17.000 con, trong đó có khoảng 30 hộ chăn nuôi với số lượng lớn trên 300 con như gia đình ông Lê Quang Thắng, ông Lê Hồng Cường, ông Lê Hồng Trường. Các hộ chăn nuôi tại đây cung cấp ra thị trường khoảng từ 20 đến 25 tấn gà thịt thương phẩm. Để đảm bảo cho đàn gà, các hộ chăn nuôi luôn sử dụng gia cầm có chất lượng giống an toàn. Khi gia cầm đến tuổi, chủ động mua vaccine phòng các loại dịch bệnh được khuyến cáo, đảm bảo môi trường chăn nuôi sạch sẽ. Người chăn nuôi linh hoạt áp dụng hình thức nuôi nhốt chuồng hoặc thả vườn, kết hợp cho ăn thức ăn có sẵn như ngô, thóc, rau. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, từ tháng 4 đến giữa tháng 10 năm nay đã giải tỏa 34 trên 38 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A phát sinh từ năm 2014. Trong đó vai trò của cấp ủy Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể được phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền vận động để các hộ dân đồng thuận tự nguyện tháo dỡ vi phạm. Trong số 34 trường hợp đã xử lý, hầu hết đều là lều lán, nhà tạm. Đến nay toàn xã còn 4 công trình nhà ở chưa xử lý, hiện xã đang đôn đốc các hộ vi phạm thực hiện giải tỏa, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đảm bảo kế hoạch đề ra. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola khuyến cáo người lao động Việt Nam tại Angola và trong nước cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi lao động tại các nước châu Phi. Những ngày gần đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số nước châu Phi như Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia. Nguyên nhân do nghe theo một số môi giới người Việt và người nước ngoài lôi kéo đi lao động ở châu Phi. Khi người lao động đến các nước trên đã bị chủ sử dụng lao động thu giữ hộ chiếu, khấu trừ tiền ăn ở, nợ lương, giảm lương, chuyển giao cho các chủ khác, khấu trừ nợ lên tới 8.000 đô la Mỹ với danh nghĩa chi phí đưa sang nước đó. Khi người lao động muốn trở về Việt Nam thì phải nộp tiền đền bù, nếu không sẽ bị chủ sử dụng lao động báo cảnh sát sở tại bắt giữ vì cư trú trái phép hoặc bị giam giữ. Nếu tự ý bỏ trốn sẽ có thể ảnh hưởng tới an toàn của bản thân. Trong nửa đầu tháng 10, nhiều dòng xe tại Việt Nam
đã được thông báo triệu hồi từ phía nhà sản xuất để khắc phục một số lỗi. Hôm 15 tháng 10, VinFast thông báo triệu hồi đối với 730 chiếc VF E34. Nguyên nhân có thể do không bung hoặc bung chậm túi khí giảm. Trước đó, theo thông báo trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Subaru cũng phải triệu hồi 378 chiếc Legacy LeVoq để kiểm tra xử lý lỗi rạn nứt trên đầu đối bộ chuyển đổi phanh đỗ điện tử. Trên những xe bị ảnh hưởng, nếu hư hỏng xảy ra, đèn chỉ báo phanh đỗ điện tử sẽ đổi sáng để cảnh báo người lái. Honda Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi đối với 408 chiếc HR-V và Civic sản xuất năm 2022 để thay thế khung đệm ghế lái. Những xe bị ảnh hưởng có thể xảy ra hiện tượng bộ điều khiển phanh phát hiện không chính xác sự quá dòng của bộ chấp hành phanh đỗ điện tử và chuyển sang chế độ dự phòng. 9 tháng đầu năm 2022, qua thiết bị giám sát hành trình, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 10.000 phương tiện vi phạm giao thông, chấn chỉnh, nhắc nhở hơn 19.000 phương tiện. Các sở giao thông vận tải cũng tiếp tục thực hiện tra cứu, cung cấp dữ liệu của các phương tiện theo yêu cầu của các cơ quan, công an để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước. Đến nay, theo báo cáo của các sở giao thông vận tải, trên toàn quốc đã có khoảng 190.000 xe đã lắp đặt camera và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trên tổng số khoảng 205.000 xe phải lắp camera, đạt 95%. Số phương tiện còn lại chưa lắp camera chủ yếu do tạm dừng kinh doanh vận tải hoặc đang sửa chữa bảo dưỡng dài ngày, chưa đưa vào hoạt động kinh doanh vận tải. Vào hồi 14 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Được biết bão số 6 sẽ duy trì cường độ mạnh cấp 12, cấp 13 trong khoảng 12 giờ tới. Từ đêm nay 18 tháng 10, nhiều khả năng sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về phía vùng biển Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và bộ ngành khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Các địa phương đơn vị theo dõi chặt diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Chính phủ Đức vừa quyết định sẽ tiếp tục vận hành thay vì đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân theo kế hoạch để ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Thủ tướng Đức cho biết 3 nhà máy điện hạt nhân được gia hạn vận hành đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 thay vì kế hoạch đóng cửa vào cuối năm nay. Đức ban đầu đặt mục tiêu ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2022, hoàn thành kế hoạch do cựu thủ tướng Angela Merkel đặt ra vào năm 2011 sau thảm họa hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chiến sự tại Ukraine đã làm đảo lộn kế hoạch của Đức và buộc nước này phải cân nhắc lại sau khi giá điện tăng cao đáng kể và Nga đình chỉ cung cấp khí đốt. Một máy bay chiến đấu hiện đại Su-34 của Nga ngày 17 tháng 10 đã lao vào chung cư ở thành phố Isk, miền nam nước này ngay sau khi cất cánh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Su-34 đã bị rơi khi đang trong chuyến bay huấn luyện từ sân bay quân sự ở khu vực phía nam. Nhiên liệu của máy bay bốc cháy sau khi chiếc Su-34 lao xuống sân của chung cư. Vụ tai nạn gây ra cháy lớn và phá hủy ít nhất 17 căn hộ. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết phi công máy bay đã phóng ra ngoài an toàn. Máy bay khi đó không mang theo đạn dược. Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương, 6 người vẫn đang mất tích trong vụ việc. Ủy ban điều tra nhà nước Nga đã mở một vụ án hình sự và cử các điều tra viên đến hiện trường. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang lên kế hoạch thử nghiệm với mẫu máy bay siêu thanh X-59, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong ngành hàng không. Các chuyên gia của NASA cho biết X-59 sẽ sẵn sàng bay vào đầu năm 2023. Họ đang tìm cách vượt qua rào cản âm thanh một lần nữa mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh ầm ĩ, từng khiến mẫu siêu thanh X-1 của NASA bị cấm ở năm 1973. Máy bay X-59 được thiết kế có thể bay chở khách ở tốc độ 1.700 km/h, gấp gần 1,4 lần tốc độ âm thanh. Với tốc độ này, phi cơ chỉ mất 3 giờ để bay từ London đến New York thay vì khoảng hơn 8 giờ như hiện nay. Nhờ thành công từ công nghệ bào chế vaccine COVID-19, các nhà khoa học đến từ hãng dược BioNTech của Đức đang tập trung nghiên cứu áp dụng công nghệ này cho việc điều trị ung thư. Hai giáo sư Igor Sain và Olam Tuesi, cặp đôi sáng lập BioNTech cho hay công nghệ ARN thông tin có thể được ứng dụng để kích thích hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư thay vì SARS-CoV-2. Không còn chứa những mã nhận diện virus, vaccine sẽ chứa chỉ dẫn di truyền cho các kháng nguyên ung thư
tức protein trên bề mặt tế bào ung thư. Họ hy vọng vaccine có khả năng kích thích hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư, có thể sẽ ra đời trước năm 2030. Bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.